Rồi, hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay đưa bé Linh đi học thêm, thấy quán cà phê ở đây đẹp quá, qua uống cà phê chút xíu rồi mình đi chợ về nấu đồ ăn cả nhà ơi. Hôm nay mình nấu cháo hải sản. Quán này nằm ở đường Võ Văn Kiệt, phường 2. Buổi sáng mình đi chợ thấy quán cà phê này đẹp quá, ghé vô uống thử cả nhà ơi. Quán cà phê là nhìn phía ngoài rất là đẹp. Ngồi uống cà phê đợi rước bé Linh luôn, bé Linh đi học thêm. Bữa nay rảnh rỗi ngồi uống cà phê rồi mới đi chợ. Cái hồ cá ở đây nhìn đẹp quá. Đằng đó có nuôi mấy con cá koi. Chúc cho anh xin kiến thức gì nhỉ? Cái cây đậu bắp của mình nó có chút xíu vậy nè, mà nó ra cái trái bự nó nặng đó, ngã cây luôn. Ừ, giờ bẻ đi, lật ngang cái hả chồng? Ừ. Nó bé tẹo mà nó bé. Ừ, bẻ đi rồi dựng cái cây lên lại, bỏ mấy cái dưa leo xuống này vậy. Dưa leo có hai hoài, cây bên kia kìa, còn cây nằm nữa kìa. Hả, à, cây đó chưa, cây trái này chưa kìa, cây nằm là thấy không? Đây nè. À, không thấy luôn á nha. Nè, bẻ luôn đi. Không biết sao trồng đợt này nó nhỏ xíu, bẻ xích trên cái cuốn á, đừng có. Cứng quá vậy. Bẻ xích trên á, xích trên cái trái. Ừ, trời đất ơi. Bẻ cái nó hư cây luôn. Trời ơi, con gì? Đâu á, bẻ xích trên trái. Ừ, đúng rồi. Đó. Ui, hôm qua nó mọc quá trời luôn ha. Tại cái tay mình dơ quá, không có ấy được. Tay đen sửa xe nhớ không? Ừ, hôm qua lên hổm gài nhổ bỏ nhóc luôn á. Ừ, cái giấy khoai lớn rồi đó, hôm bữa giấy khoai này nhỏ xíu à. Hôm nay bự rồi nè. Đây trái nữa nè. Ừ. Chứ đó con trái nữa. Đây nữa nè. Ừ. Này đúng là giấy khoai thiệt, hai trái hai bên mất cự quá. Nè. Mày ăn được chưa hay để? Chưa chưa, để vô bự. Hôm bữa cắt dây nó cái nó bị xuống sức luôn rồi. Rồi, hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cả nhà và các bạn. Bữa nay bữa nay nhà mình ai cũng bệnh chứ, hai vợ chồng mình. Như hai vợ chồng bạn nó cũng bệnh nữa. Nó vô chơi mua ít hải sản nè. Nó vô chơi mua hải sản kêu nấu cháo hải sản ăn cho nó giải cảm, nó tăng sức đề kháng mau hết bệnh. Hổm gài giống như nó vô mùa cảm rồi sao á. Hàu này là hàu hàu sữa. Hàu này bán 100.000 ba ký rẻ chứ chồng ha. Ừ. Con này tắt rồi nên mình khỏi trụng đó. Đó cũng trụng để lấy nó ra cho dễ để đại luôn đi vậy. Chút bỏ nó vô sao đi. Sao cũng được, sao cũng nó được. Thả ừ. Bỏ vô nó teo à. Ừ. Chung. Này nấu cháo hải sản hàu sò huyết. Hàu con này chồng. Ừ.
nhóc luôn á. Chứ gì ta, có trứng cút lộn luôn đó, nói chung là đầy đủ, thơm ngon bổ dưỡng. Mấy con cá nó lội tung tăng tung tăng. Cái bèo này bỏ vô đây cái nó mọc cái rong ra cái rễ nó dài ghê luôn á. Con hồ kiến cắt cái miếng kiến chính giữa nhìn nó thoải mái. Cái sầu huyết la cốt này bỏ vô chén ha. Để rửa đi, rửa đi rồi chồng làm cho. Mấy cái đó chồng làm cho rửa đi. Cái đó hồi mình cũng la cốt nó rồi mình cũng cạy ra luôn, để ngoài dĩa. Cạy sẵn ra vậy đó. Cái, để dĩa. Vô chén rồi đổ cháo. Đúng rồi, đúng rồi. Con mực á mình sợ nó ương mình rửa con mực trước. Cái nồi này chắc có cũng cỡ 20 năm hơn rồi đó cả nhà. Cái nồi này là cái nồi nhôm, mình ở nhà kêu nồi đen. Nồi này nấu hồi xưa giờ không có cái lòng chảo á. Nấu nó đen lên tới trên đây vậy nè, kêu là nồi đen. Nấu như vậy thì nó không có hao củi thì nó sẽ mau nóng mau sôi. Còn mấy cái nồi nhôm sau này như cái nồi bên đây nè là mình phải bắt lòng chảo để nó táp cái khói lên đó, nó đen nó dơ cái nồi. Tại nồi nhôm, còn này nồi gang cho nên nấu kiểu này được. Nồi này cũng hơn 20 năm rồi đó. Mình đang nấu cháo, bên đây thì mình bắt nước lên để mình trụng hào. Hào này là hào sữa đó nha. Nhìn thấy nó ngon quá trời, không biết nó mập hay là không. Còn đây là sầu huyết. Này à, tôm. Mực còn trong bịch. Dạ coi cái con mực đó có trứng không? Dạ. Nãy kiếm mực trứng nhưng mà không có, có còn có mực đó không à? Nè, đổ vô trong nồi này luôn. Sao, bỏ vô hả? Ừ, đổ vô luôn. Ừ, đổ hết vô đây luôn. Một lượt, đừng để vậy, đổ một lượt. Đâu đây? Nó hình như nó hơi cũ cũ rồi, cạo được không? Không được thì mình gọt. Rồi cái này mình trụng sơ qua ăn cát. Rồi nó hở họng vậy. Tắt bếp trộn lên, cái tắt bếp luôn đi tôi ơi. Trời ơi, vài bữa nó nhảy ra bây giờ. Trời ơi. Nhảy nhóc trời trơn á. Vài bữa nó nhảy nhóc chưa. Bữa tôi mua cái view wall machine á. Ủa, cái thằng đó nó chạy mua tô lại đó, đưa con này nó chạy. Bán nó chút xíu kia rồi nè. Nhà ai mua tô lại giao mới ghê chứ. Như vậy. Ba cái nè, cái view rồi đó. Dạ. Ở tiền xanh tao đại gia, đại gia bán nhiêu, đại gia bán nhiêu. Đúng rồi, hồi mình còn được trứng nữa nè. Trứng cút à? À, lặt rau. Lặt rau với hồi nãy tính mùa, biết mùa ở cái mùa bịch này là nó hết, trong nó còn cái gì đó muối. Tôi chạy chợ lớn với chợ nhà mới lột nắm đi, lặt rau cho. Ừ. Cái nào dễ cho làm đó. Đây tôi lột trứng cút cho. Ủa trứng cút gì mà lộn? Trứng cút lộn mà. Chưa. Hả? Cho mấy trứng cút lộn hay trứng cút trắng vậy? Cút lộn, cút lộn. Cút lộn luộc luôn. Ủa luộc chưa? Chưa. Chưa luộc mà cho luộc. Luộc mà luộc có được. Dễ bộ nấu vậy mà, cho có công việc làm nữa mà. Anh ngồi xuống đây làm chà đại gì đứng vậy? Ê, cái này là phải vô găm nhiều nhiều, còn hái thêm vô găm mới được. Dạ. Ăn cái lẩu này bỏ vô găm nhiều nhiều cũng không. Rồi, vậy cho ăn lạc cao ha, đi rửa mặn à. Ừ. Tép bỏ trong nó cá đâu có ăn không vợ? Không, cá bể màu sao ăn nổi.
mà nếu mà làm lưới dưới không, nếu mà làm không, không làm cái lưới thì một cái lưới mỏng. Trời ơi, bữa giờ nó lột vỏ quá trời luôn. Ờ, ba đừng có lột vỏ lắm. Biết sao không? Lột vỏ đây lớn. Về tôi cho nó ăn gieo. Bữa cái hồ này nè, nó bị gieo gieo nâu á, gieo tẩu nâu á. Ba cái tẩu nâu bám mấy cái lá đầy hết trơn, bỏ vô. Mấy ảnh ăn sạch giờ dưới sạch rồi đó, chứ bữa hở mấy cái cọng đó, nó đen thui thùi lùi luôn á. Mấy con tép này cái nuôi thấy có lý á, nó ăn suốt á. Tôi nói là cái chia từng tầng đi nữa sao bán không, mình ăn mình bán, mình bán cái đẻ nhiều á mình bán được mà. Nói bán con 3.000 thôi, giờ người ta bán lợi như chuyện người ta mấy ngàn con mới có rẻ đâu. Thì giờ cho bán rồi mình bán ra cắt giao găm thêm vậy. Mình bán 3.000 con đi, ta lại bán ta lại 5.000 con. Thì chậm nghiên cứu cắt đi. Mà 8.000 á. Vậy ra. Ừ. Lấy gỗ nhà nội này để nó gom vô đây chị. Lấy giùm cái thau sâu sâu lại. Cũng to không dạ không đâu. Con đồng có nội. Nãy mua với chợ cua hết cái gì biết không? Hết do cần ngô rồi. Hôm nay cắt ngang cái này ha, hay là rửa mới cắt. Rửa đi là hả cắt. Rồi. Để cho mình cắt giờ cho nó bị rớt mấy cái lá. Giờ này là có xả hết. Không đủ rồi đâu có cuốn được. Mấy này kẹt cuốn được chưa? Suốt rồi. Không nói không có tiêm thuốc cho. Có sáng nay nào có không? Uống thuốc Mỹ nè, tiêm không? Nãy nói một chút dẫn có cho vậy đi. Đợt này về chắc có đem đồ nhiều để cho gì. Về đi tiêm đơn à, tiêm nói chung ba đòn của nước ngoài thôi. Tiêm không? Cháu hải sản ăn cho lấy lợi sức rồi để xì quá ai cũng cảm bệnh dân bệnh bệnh ba bữa là chưa hết. Cái xôm này ở dưới quê bà ở đây cũng 4 ngày rồi nè. Đúng rồi đó, đi thấy làm đi, sát sát muốn mua chai nước cam đó. Ờ, uống cam đi. Ở Bình Tân thấy trồng sở xôm nhiều với rau đắng. À, người ta trồng ở dưới mấy ruộng á, cái thấy trải một cái tấm lưới ở trên che mát á. Mát nó mới ra. Đúng rồi, trồng rau phải trong mát. Mà như cái này là có nước á, trồng nước sắp sắp nước ẩm ẩm. Ờ, nước ẩm ẩm suốt mà. Ở dưới ruộng mà. Rau găm tốt quá trời luôn. Hôm bữa có bạn hỏi là gì ta, rau cây trời, đó, mấy đám rau cây trời bông vàng vàng nè. Ở dưới đây á, không có ai mà bán, mình không thấy ai bán hạt giống hoặc là cây con vậy đó. Tại vì nó từ trong đất nó sanh ra, nó mọc tự nhiên á. Cho nên là ở vườn người ta, nó mọc tự nhiên, người ta hái, người ta ăn, người ta bán. Nhiều quá thì người ta bán, chứ mình không thấy bán hạt giống. Đó, nó rau cây trời đó. Còn cái này là rau găm nè, tốt ghê không? Sẵn nhổ cỏ luôn. Trong đôi chuyện luôn. À, mấy cái rau găm này nè, dạ, bữa giờ thay ba nước hồ cá hả? Để đổ ở đây nè. Tưới nó cho nó tốt. Đúng rồi, ba cái nước hồ cá, nước hút ấy. Mấy cái này nè, tưới đơn đỡ rồi. Này bức luôn á, quá trời. Bỏ đồ bố hột ngọt luôn, kính thế vậy? Không cần đâu. Chừng nào mình ăn luộc á thì mấy cái đoạn này mình ăn cháo mà. Có hay ai hái rau găm mình không? Nắm bứt rồi mà làm biết lấy dao.
cái xà lách son nhìn ngon ghê. Cái cọng nhỏ nhỏ ăn ngon. Bỏ tôm vô trụng luôn rồi chưa? Ít hồi mình bỏ thêm. Coi chừng tôm nhảy ra ngoài nha. Tôm sống không? Trụng đi cho nó lấy cái nước ngọt nấu cháo luôn cho ngon. Đổ vô hết lượt tôm với mực. Một con mực phải không? Cái này đâu có hai, nước đâu có nhiều đâu, ba, dễ vớt nè. 4 5 6 7 Kìa, có con rớt ngoài không? Chơi bán cục đá không kìa. À, như mấy con vậy là đạt chuẩn rồi. Đạt chuẩn quốc gia. Ừ. Vậy là đạt chuẩn. Thôi về quá em ơi. À, có con này là thua nè. Ồ, là... thiếu hoàng, thiếu hoàng. Về đâu ăn được, teo héo xíu à. Không, thiếu hoàng á. Không đi tập thể dục chi chơi. Nó bị ốm nè, mấy con này mập lù phải không? Còn gì bằng nữa. Mấy này mập lù. Nó bị thừa cân á. Hào mà đem về mà gọng lâu quá, ốm. Nè, thấy cũng ổn rồi, ổn định rồi. Giờ đang nhắc tiêm vaccine kìa, corona. Mình hút tuổi rồi, không sao đâu. Từ 12 tới 18 tuổi. Mình hơi hút xíu rồi. Hút rồi, hút rồi. Hào này hơi ốm đúng không? Sao được? Con mập con ốm. Đó, con đó cũng được đó, tạm ổn á. Tại vì người ta mua gì á, người ta bán nhiều khi người ta để hơi lâu á. À. Bán chưa được liền á. Cười sầu huyết. Cười cười sầu huyết. Sò này nó hơi nhỏ một chút. Nhìn tươi quá. Ừ, nó mập. Cái con này mập nè. Nhìn đã quá. Này ăn vô ngọt lắm nè. Ờ, này mình trụng xương xương nó còn sống nè. Chị em nhìn thấy đã quá ha. Ừ. Này nhìn thấy nồi cháo là bao ngọt rồi đó. Bao dinh dưỡng luôn rồi đó. Quá trời nè. Nè gồm hào nè, sầu huyết nè, nấm gơm nè. Rồi nè, này nấm nấm kim chi ta. Ờ nấm kim chi. Kim chi. Kim châm, kim châm. Cái kim chi là khác nữa. Kim chi là cái kia. Đồ lộn với cái nấm đó hoài nha. Nó rồi còn có mực.
à, tiền thì đang đang lục vỏ tôm. Đó, tôm nào nấy cũng tương đối rồi. Ủa, sắp mưa luôn. Anh Phi giờ đang làm thêm. Dậy một chút đi bà Thanh. Dậy hả? Ừ. Nước nó mau chín. Qua đèn. Ừ, khó. Qua cắm cái đèn đi vô. Cái vỏ nãy cạo sơ sơ rồi đó. Quá hấp dẫn. Quá hấp dẫn. Rồi, mời cả nhà. Mời đi. Sầu rồi quá thơm ngon, mời cả nhà. Hồi nãy đem ra bao nhiêu đem ra hết mà. Trên xe gửi xuống hết mà. Quên lấy không? Mua quên lấy không? Không lẽ bỏ ông bỏ vô cho mình ta. Cái gì vậy á? Hồi nãy tính tiền xong rồi nãy có lấy không? Không biết. Tại vì chồng tính tiền với ổng. Thì ổng bỏ vô cái nào ổng tính tiền cái đó đó. Mà ổng có bỏ giá vô không? Thì là tính tiền giá qua lấy về. Tự nhiên sao tự nhiên đúng rồi, tự nhiên thiếu bịch giá. Dạ bé luôn. Bé luôn. Bé luôn rồi đồ đói rồi. Ăn là cái phỏng mỏ. Chịu nổi cái lùn. Nè gấp vô đi. Thôi để lấy cái muỗng. Cho mấy lùn ăn bước nè. Ăn gì cái mình gấp vô. Đây, cho người cái muỗng nè. Cảm ơn. Cái muỗng cái đó. Đây. Bỏ mớ thôi. Ai ăn? Ờ bỏ hết cũng được. Bỏ mớ đi. Ai ăn thì mình nói gì đó. Ai ăn thì múc. Rồi lấy chén lên cho múc qua hào cho. Đây. Nè ăn cái muỗng rồi múc cho dễ. Múc luôn cái nước đó. Mình cháo thì có nước khô luôn đó giờ nè, chạy nhà. Xin ăn mấy cái đầu tôm rồi. Nè, thử cho một cái trứng cút. Mấy con chó nhỏ nó biết ăn gao nha, mấy con chó thẳng biết ăn gao nha. Rồi nó thay cái là gao mà ông nấu canh với thịt với cá là đưa nó ăn chưa. Dạ. Còn gao không thì đưa nó ăn, tại vì nếu như mình nấu chung với thịt với cá nó có mùi á, có mùi thịt cá là nó ăn gao chưa. Có lượng ngon nha. Lấy hành thêm không? Thôi mình khai ra hút trước nha, cho muỗng hành vô đây luôn. Rồi. Đúng không? Thôi được rồi. Tú ăn hành theo không? Ăn đi cho nhạy cảm. Có hành nhạy cảm không? Đúng rồi. Tiêu nữa. Tiêu gừng rồi nè. Bây giờ mình cho liền tắt quạt không? Đổ giả cảm. Giờ nó đổ mồ hôi đúng không? Ừ. Vậy đi. Nha. Ai cũng bệnh trơn á. Quá ngon. Múc chưa chín nha.
mướp 1 phút nữa chín. 30 giây rồi. Không, không cần 30 giây đâu, 1 phút nữa thôi. Vừa lửa chứ tới quá cũng ngon. Vừa lửa. Chút đi tiện. Quá đã hả? Ngon. Ủa nhìn đậm quá vậy. Ủa cho nó ăn gì rồi, nó gì vậy? Chín cúc. Mày bạn hả? Hôm qua hai đứa nó cắn lộn, tôi đang ngồi trên ghế, tôi bay ghế luôn. Cắn như mớm hả? Cắn như con trắng. Con này cắn như trắng. Con trắng như cắn lộn luôn. Cắn thiệt luôn. Cắn. Mặt hiền nhưng mà dữ vậy. Bị con kia hiếp suốt à? Bây giờ nó lớn rồi, bây giờ bị con hiếp hoài, nó đóng gì nữa. Nó sạch luôn. Nhục thương cho con này. Con này nó ăn như miệng luôn rồi. Con kia quay qua táp á. Mà con này đã ăn như miệng rồi, táp. Cái giận á, tháp bên đây con này hết hồn rồi, qua tháp rồi, cái hai đứa con luôn, cái nào vậy hả? Quạo quạo quá không? Quạo. Rồi hai đứa giận nhau mà đâu có đi chung nữa không? Không, chút xíu à, cái gì nữa không? Cái con trắng lại liếm 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 liếm. Gì hả? À, làm quề, liếm liếm lỗ tai. Tại lúc đêm coi cái con này nhẹ á, là con trắng nó bự rồi, con này là con cháu con. Tối này nhanh được chết cái con này hoài à, cho nên con này sợ. Bị cắn á, lúc còn nhỏ bị cắn sợ lắm, nhưng mà sau này con này nó bự xác hơn, nó lớn hơn, bị ăn hiếp hoài chịu đâu được, quất lại tấp nhẹ cái kia sợ nhịn lần thôi chứ đâu nhịn hoài được. Con này nó bự hơn con kia nhiều lắm luôn á, mà tại con kia là già rồi, đại ca rồi. Chị hai là nhậm đó rồi. Để cầm kiếm được. Cái nhạy dưa lâu con. Dưa con cái nhạy lâu con. Kéo ghế. Kéo ghế với con ấy. Có được rồi. Thôi được rồi. Hai đứa bơ bơ đây. Bơ bơ đây. Khét luôn. Rồi dựng ra bên đồ. Mẹ dao con nồi đó đó. Út rủ. Rồi đi. Đi coi cái này. Này, đổ luôn. Đây, đây là cấp hải sản này được đúng không? Nè em ăn cái đạt. À, cháo còn dạ, hai á. Dạ. Ừ, miếng rau vào vô đi coi. Đây cho để cái. Có đũa chưa? Có rồi. Nào. Như giờ lấy đủ của chậm á. Mật này bỏ lên đây cho nó nóng. Mấy cái đó chín hết rồi đó. Mất ra lại. Đây một cái hơi lạnh. Cào lên để nó khét đứt. Bỏ cái muỗng vô không khét. Rồi, múc đi sức. Ngon thật ạ. Phúc Hào với thằng Quyết chưa? Ngon dao quên nữa. chín không có ngon lần rồi biết đường đâu vớt. Nó lạnh không hả? Biết được ốp vớt trong người nó nóng vớt cho con vớt mực ra luôn đi vớt cho mình chồng khuấy bỏ vô cho nó nóng. Ủa chứ nó có nước mắm chưa? Hả? Để chế nước mắm. Ủa. Thằng này hơi nóng nha. Ủa hồi. Ừ. Đấy, mưa lầm dầm quá hả? Trời ơi, nói ông trời ơi, đừng mưa, chiều có mưa. Còn mưa con cháu mới đúng. Ừ. Không cũng ra. Có gầm nha. Yeah. Giúp cái thằng Phi bỏ vô thêm. Với thằng ngọt bên kia đó. Nó quá nghe nhỏ công đi ăn thằng Phi. Ăn thật rồi á. Cái gì sớm rồi. Thằng lấy muỗng cho vợ con nhé.
Mày dạo ngủ rồi. Chứ là sầu huyết nè, là tôm, chắc như nước trọng nữa, tinh tí nữa. Có sớm mày chở Ngọc gì chơi lâu sức. Con về thấy không? Có gì không? Không có, chưa về rồi. Chưa về đó. Nãy không uống gì tôm. Nãy không uống gì tôm lại vừa. Đi thèo quá, nói gì chứ đi thèo quá. Giờ đi theo ông mình nghèo. Giờ này là tới giờ là anh hàng xóm mày giao đi bán. Giờ mai sáng đi bán sớm. Rồi thôi, mình cũng xin kết thúc video. Chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha.